bang Pennsylvania lộ dấu hiệu gian lận người Mỹ mệt mỏi vì bầu cử ông Trump vướng rắc rối nỗ lực ở New York bà Harris tung chiến lược mới tỷ phú Elon Musk bị tố từng là lao động trôi Xin kính chào quý vị đến với những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình thế giới trên kênh của chúng tôi. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Quan chức Pennsylvania cho biết họ đang điều tra 2.500 đơn đăng ký cử tri tại hạt Lancaster sau khi các nhân viên bầu cử báo cáo có dấu hiệu gian lận trong các đơn đăng ký này. Theo hãng tin NBC News, khi kiểm tra, các nhân viên bầu cử đã tìm thấy thông tin không chính xác. Chữ ký không khớp với chữ ký mà họ có trong hồ sơ của cử tri và các đơn đăng ký dường như được cùng một cá nhân điền với cùng một nét chữ viết tay. Trả lời các phóng viên, luật sư hạt Heather Adams nói rằng ít nhất hai hạt khác cũng có thể đã nhận được các đơn đăng ký gian lận. Luật sư này cho biết, chúng tôi đã xác nhận hành vi vi phạm luật tội phạm cũng như luật bầu cử. Chúng tôi có tất cả các thám tử sẵn sàng làm việc về vấn đề này. Tất cả chúng tôi đều được tham gia để đánh giá tính hợp lệ của các đơn đăng ký này một cách kịp thời. Các quan chức bầu cử của Hạt cũng đã thông báo cho các cơ quan thực thi pháp luật về các vấn đề mà họ đã phát hiện ra trong khi xem xét các mẫu đơn đăng ký cử tri. Một cuộc điều tra trên diện rộng đã được tiến hành. Cảnh sát sẽ liên hệ với những cử tri có thông tin được liệt kê trên các mẫu đơn. Cơ quan ngoại giao Pennsylvania đã hoan nghênh nhân viên bầu cử Lancaster vì những phát hiện gian lận của họ trong quá trình làm việc. Cũng trong một lần xuất hiện trên chương trình Mr. Press Now của NBC News, người đứng đầu ban khối thịnh vượng chung Pennsylvania Al Smith cho biết, những sự cố như thế này hiếm khi xảy ra và sẽ giúp mọi người tin rằng hệ thống này hoạt động hiệu quả. Khi được hỏi ai đứng sau vụ việc, ông Smith cho biết, theo những gì chúng tôi biết, có một tổ chức bên ngoài đã thu thập hồ sơ đăng ký và nộp hồ sơ ngay trước thời hạn đăng ký cử tri. Đây không phải là lần đầu tiên những người vận động được trả tiền làm giả các đơn đăng ký cử tri. Tại bang Michigan, 5 ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đã bị loại khỏi cuộc đua giành chức thống đốc vào năm 2022 sau khi những người thu thập đơn đăng ký được trả tiền đã làm giả vô số đơn đăng ký cử tri trong khi đó nhà phân tích harry enten chỉ ra rằng các cuộc thăm dò dư luận hiện cho thấy hai ứng cử viên tổng thống mỹ đang bám đuổi nhau rất sát về tỷ lệ ủng hộ và mỗi khi có một tín hiệu tốt cho phó tổng thống kamala harris thì đối thủ của bà cựu tổng thống donald trump cũng giành được một lợi thế do đó cuộc đua vào nhà trắng năm nay đang tiềm ẩn nhiều kịch bản khác nhau và khó đoán khi ngày bầu cử chính thức càng đến gần nhiều người mỹ cho biết họ cảm thấy căng thẳng và lo lắng về cuộc đua tổng thống gay cấn. Theo một cuộc thăm dò của Hiệp hội Tâm lý Mỹ được thực hiện vào đầu năm nay, 65% người trưởng thành ở Mỹ luôn hoặc thường xuyên cảm thấy mệt mỏi vì chính trị và 55% luôn hoặc thường xuyên tức giận. Cảm thấy stress về cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, đó là tình trạng của không ít người dân Mỹ. Một người dân Mỹ chia sẻ: "Chúng tôi nghe rất nhiều và cả hai bên đều không ngừng nghỉ, cứ như là nền dân chủ sắp cáo chung." Một người khác nói: hai ứng cử viên khác nhau, quan điểm sống của hai người khác nhau, đúng là một thế giới điên rồ. Nhà trị liệu Laura Goldstein cho biết, vấn đề bầu cử ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các buổi tư vấn cho khách hàng. Bà Goldstein cho biết, đó là căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, đôi khi có thể là sự tức giận hoặc phẫn nộ. Bà nói, tôi nghĩ một trong những vấn đề lớn khác mà chúng tôi đang gặp nhiều hơn là mọi người đang gặp khó khăn trong việc kết nối, vì không phải lúc nào cũng cảm thấy an toàn khi nói về chính trị. Họ không biết đâu là nơi an toàn để nói chuyện về chính trị hoặc xả bớt căng thẳng. Tờ The Hill cho biết tên của ông Robert F. Kennedy Jr. trên lá phiếu ở các bang tranh chấp Michigan và Wisconsin đang gây ra mối lo ngại rằng vị cựu ứng cử viên tổng thống độc lập này có thể vô tình lấy đi những lá phiếu quan trọng dành cho cựu tổng thống Mỹ Donald Trump trong ngày bầu cử ngày 5 tháng 11 tới. Trong tuần qua, ông Kennedy Jr., một luật sư môi trường đã chính thức yêu cầu tòa án tối cao Mỹ xóa tên ông ra khỏi lá phiếu ở bang Wisconsin. Nỗ lực mới nhất của ông trong cuộc chiến pháp lý nhằm loại bỏ tên mình khỏi càng nhiều lá phiếu tại các bang chiến trường càng tốt vào những ngày cuối trước thêm cuộc bầu cử tổng thống. Tuy nhiên, có vẻ như ông Kennedy không thành công và việc này có thể sẽ mang lại kết quả tiêu cực không mong muốn đối với ông Trump, thậm chí có thể giúp phó tổng thống Mỹ Kamala Harris thắng xích sao tại hai bang miền Trung Tây nói trên. Cố vấn của Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân Chủ, bà Andrienne Watson nói, Việc ông Kennedy JR thao túng hệ thống bầu cử bằng cách ghi tên ứng cử để đem lại lợi thế cho ông Trump và rồi lại đòi rút tên ra khỏi lá phiếu khi thấy nó gây hại cho vị thế của ông Trump là hành động chưa từng có và phản dân chủ. Chớ trêu thay, luật lệ tại các tiểu bang như Michigan và Wisconsin lại không cho phép các ứng cử viên rút tên khỏi lá phiếu trong khi ông Kennedy có khả năng lấy được phiếu bầu khỏi tay ông Trump nhiều hơn từ bà Harris. Hiện nay, Phó Tổng thống Kamala Harris, đại diện Đảng Dân Chủ, và cựu Tổng thống Donald Trump, đại diện Đảng Cộng Hòa, đang cho thấy hai chiến lược trái ngược nhau trong những ngày cuối cùng, trước thời điểm quyết định của cuộc bầu cử Mỹ năm 2024. Bà Harris tiếp xúc trực tiếp với các cử tri, chủ yếu là người da màu và người gốc Latin ở thành phố Philadelphia đây là những đối tượng mục tiêu của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay. Trong khi đó, ông Trump tổ chức một sự kiện tranh cử thu hút gần 20.000 người tham dự tại Madison Square Garden ở thành phố New York, bang New York, một thành trì kiên cố của Đảng Dân Chủ. Tại Philadelphia, Phó Tổng thống Harris đã chỉ trích những phát ngôn của ông Trump. Bà Harris cho rằng lời nói của ông Trump đang hạ thấp tính cách và bản chất của người dân Mỹ và tiếp tục thổi bùng ngọn lửa hận thù và chia rẽ. Phó Tổng thống tự tin rằng trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024, Đảng Dân Chủ sẽ giành chiến thắng tại Pennsylvania. Bà Harris còn phát biểu cho các cử tri trẻ, kêu gọi giới trẻ kiên nhận hơn với những thay đổi mà chính quyền Đảng Dân Chủ đã cam kết. Đồng thời cam kết sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để nắm bắt cơ hội chấm dứt cuộc xung đột tại Gaza. Tại New York, ông Trump cũng chỉ trích các đối thủ chính trị, xoáy sâu vào vấn đề nhập cư và tuyên bố sẽ cân nhắc trục xuất hàng loạt người nhập cư. Ông Trump cho rằng bà Harris đứng sau sự phản bội nghiêm trọng nhất trong lịch sử các đời lãnh đạo nước Mỹ do chính sách nhập cư mà chính quyền do Tổng thống Joe Biden và bà Harris với vai trò phó tổng thống đang thi hành. Ông Trump cũng chỉ trích các chính sách xanh, gọi đó là trò lừa đảo và cam kết sẽ cắt giảm giá năng lượng xuống một nửa trong vòng một năm nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ lần này. Ông Trump nói rằng người dân đang tham gia vào sự nghiệp của Đảng Cộng Hòa, Đảng của sự hòa nhập, bất kể tôn giáo và do đó Đảng Dân Chủ đang thua cuộc. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa qua đã tỏ ra mỉa mai thông điệp siết kiểm soát nhập cư của ông Elon Musk. Nhắc lại thông tin của Washington Post cho biết, vị tỷ phú Mỹ từng vi phạm luật nhập cư khi khởi nghiệp ở nước này mà không có visa làm việc. Ông Musk phản bác trong bài đăng trên X. Ông Biden đang nói dối. Thực tế là visa G1 của tôi đã được chuyển đổi thành H-1B khi đến Mỹ vào đầu thập niên 1990. Visa trao đổi J-1 cho phép sinh viên nước ngoài học tập tại Mỹ, trong khi visa H-1B cho phép người sở hữu nó làm việc tạm thời trên đất Mỹ. Ông Musk không nêu thời điểm chuyển đổi visa từ J-1 sang H-1B. Nhà trắng và ông Elon Musk chưa trả lời các yêu cầu bình luận. Washington Post tuần trước đăng phóng sự cho biết ông Elon Musk, người sinh ra ở Nam Phi rồi nhập tịch Canada theo mẹ đã đến Mỹ vào năm 1995 để học chương trình sau đại học tại Stanford. Tuy nhiên, Washington Post dẫn lời các cộng sự thời đó cho rằng ông Musk đã bỏ học cao học tại Đại học Stanford để dành thời gian thành lập công ty khởi nghiệp Zip2. Điều này biến ông thành một lao động bất hợp pháp tại Mỹ vào thời điểm đó. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2013, người đồng sáng lập Zip2 tỏ ra bất ngờ khi các nhà đầu tư đổ hàng triệu đô la Mỹ cho ông và ông Elon Musk để khởi nghiệp, dù khi đó hai người là lao động chui. Ông Musk chỉnh lại lời cộng sự, nói mọi thứ vẫn là vùng xám và thập niên 1990. Năm 2020, ông Elon Musk từng nói trong một podcast rằng ông ở Mỹ hợp pháp nhưng với tư cách là sinh viên được phép làm các công việc hỗ trợ. Theo các chuyên gia pháp lý, thể theo luật quản lý xuất nhập cảnh của Mỹ thời điểm đó, ông Elon Musk lẽ ra phải rời khỏi Mỹ và không được phép lao động. Bài báo cho biết, một quỹ đầu tư vào công ty của ông Musk đã đặt dấu hỏi về tư cách lao động hợp pháp của ông. Ông Elon Musk, giám đốc điều hành hãng SpaceX và Tesla, là một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới. Tính đến tháng 8 năm 2024, Forbes ước tính giá trị tài sản dòng của ông là 247 tỷ đô la Mỹ. Trong kỳ bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, tỷ phú Elon Musk là người ủng hộ ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, ông Donald Trump. Ông Elon Musk thường xuyên chỉ trích chính sách biên giới mở của Đảng Dân chủ đồng tình với những lo ngại của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về làn sóng nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Ông Musk cũng thường nêu thuyết âm mưu rằng làn sóng này là một phần của kế hoạch nhập cư cử tri khổng lồ. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, ít nhất 100 tỷ phú đã công khai ủng hộ hai ứng cử viên là cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ đương nhiệm Kamala Harris. Đáng chú ý, bà Harris được 79 tỷ phú ủng hộ, nhìn hơn con số 50 tỷ phú ủng hộ ông Trump. Nhiều tỷ phú khác có vẻ vẫn ủng hộ về mặt tài chính cho một ứng cử viên, nhưng số tiền quyên góp của họ sẽ không được công bố cho đến sau cuộc bầu cử, khi báo cáo cuối cùng của Ủy ban Bầu cử Liên bang được công bố vào tháng 12. Cho đến nay, có ít nhất 79 tỷ phú ủng hộ bà Harris. Forbes xác định rằng, tính đến tháng 8, có 28 tỷ phú đã quyên góp 1 triệu đô la Mỹ cho các nhóm ủng hộ bà Harris. Có thể kể đến ông Eric Smith, cựu CEO Google, Michael Bloomberg, đồng sáng lập Bloomberg, cựu thị trưởng New York, Dustin Moskovitz, đồng sáng lập mạng xã hội Facebook, Red Hoffman đồng sáng lập trang web Lincoln, hay đạo diễn Hollywood kỳ cựu Steven Spielberg. Ở bên kia đường đua, cho đến nay có tổng cộng 50 tỷ phú công khai ủng hộ cựu tổng thống từ Đảng Cộng hòa. Theo Forbes, có khoảng 26 tỷ phú đã quyên góp 1 triệu đô la Mỹ cho nỗ lực tranh cử của ông. Nổi bật nhất là tỷ phú Elon Musk, người đàn ông giàu nhất thế giới, đã công khai ủng hộ ông Trump một cách ồn ào và thẳng thắn xuyên suốt những tháng vận động tranh cử cuối cùng. Không chỉ vậy, nhà sáng lập SpaceX còn trở thành người đồng hành khi xuất hiện cùng ông Trump trong các sự kiện vận động tranh cử. America PAC, Ủy ban Hành động Chính trị do ông Musk thành lập để ủng hộ chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Donald Trump đã chi hơn 119 triệu đô la Mỹ trong kỳ vận động tranh cử này. Ngoài ra, Hai tỷ phú Elizabeth Olay và Richard Olay từ công ty đóng gói Olin đã quyên góp 49 triệu đô la Mỹ cho ủy ban hành động chính trị ủng hộ ông Trump. Hai tỷ phú Miriam Anderson từ tập đoàn Las Vegas Sun Corporation đã ủng hộ 95 triệu đô la Mỹ trong quý 3 cho ủy ban nói trên. Dù vậy, vẫn còn nhiều tỷ phú khác chọn đứng ngoài cuộc. Nhà sáng lập Amazon và là người giàu thứ tư thế giới, Jeff Bezos từng viết trong một bài đăng trên nền tảng X, trước đây là Twitter rằng Ông Trump đã thể hiện lòng can đảm tuyệt vời dưới làn đạn sau vụ ám sát hụt hồi tháng 7. Tuy nhiên, nhà sáng lập Amazon vẫn chưa trực tiếp bày tỏ sự ủng hộ cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tỷ phú Mark Zuckerberg từng bất ngờ sau sự kiện ông Trump bị ám sát hụt hồi tháng 7 đến mức ông Zuckerberg đã bày tỏ sự ủng hộ đối với cựu tổng thống 78 tuổi. Tuy nhiên, trước đó ông Zuckerberg đã công khai tuyên bố sẽ không nghiêng về bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào. Còn tỷ phú Bill Gates cũng được cho là đã quyên góp khoảng 50 triệu đô la Mỹ cho một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris. Đây là một sự thay đổi đáng kể trong chiến lược chính trị của ông sau nhiều thập niên đứng ngoài chính trường. Sau khi xuất điện thông tin này, tỷ phú Bill Gates đã có phản hồi, trong đó ông không trực tiếp đề cập đến khoản quyên góp hay sự ủng hộ đối với bà Harris, nhưng ông khẳng định sẵn sàng làm việc với bất kỳ ứng cử viên nào. Cuộc đua vào Nhà Trắng đang ngày càng gai cấn khi cựu Tổng thống Donald Trump và đương kim Phó Tổng thống Kamala Harris đều nhắm tới các bang chiến trường trong những ngày cuối Michigan là bang chiến trường đang bỏ phiếu sớm và nắm giữ 15 phiếu đại cử tri. Việc bang này xanh, màu biểu tượng của Đảng Dân Chủ hay đỏ, màu của Đảng Cộng Hòa rất quan trọng với hai ứng cử viên. Với khoảng 8,4 triệu cử tri đã đăng ký và chiếm 15 phiếu đại cử tri trong số 270 phiếu cần thiết để giành chiến thắng, bang Michigan là một trong 7 bang chiến trường sẽ quyết định cuộc bầu cử. Tại Mỹ, Michigan là một phần của cái gọi là vành đai dì xét, cùng với Wisconsin và Pennsylvania do lịch sử phát triển công nghiệp nặng của họ. Cả ba tiểu bang này có truyền thống bỏ phiếu giống nhau. Nói như đài DVK, toàn bộ cuộc bầu cử có thể được quyết định bởi một số ít cử tri ở các tiểu bang quan trọng này. Đó tiếp tục là một lý do nữa để cả ông Trump và bà Harris đều cùng vận động tranh cử ở Michigan với địa điểm tổ chức chỉ cách nhau hơn 200 km. Phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở ngoại ô thành phố Detroit, ông Trump lập luận ông xứng đáng nhận được sự ủng hộ của cử tri Hồi giáo vì ông sẽ chấm dứt xung đột và mang lại hòa bình cho Trung Đông. Song song đó, ông cam kết với những người lao động trong lĩnh vực ô tô rằng ông sẽ đảo ngược tình trạng suy thoái kinh tế ở khu vực Detroit trên toàn quốc. Theo hãng tin Reuters, ông Trump không nói ông sẽ chấm dứt cuộc xung đột ở Trung Đông như thế nào. Mặc dù vậy, ông vẫn nhận được sự ủng hộ từ một số người Mỹ theo Hồi giáo. Những người bất bình trước chính sách của chính quyền ông Biden bà Harris từ khi xung đột bùng nổ ở giải Gaza. Còn tại thành phố Kalamazoo, ở phía nam bang Michigan, cách đó khoảng 210 km. Bà Harris đã cho thấy sự tương phản giữa bà và ông Trump với các vấn đề như quyền phá thai, thuế và chăm sóc sức khỏe. Tại đây, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Michelle Obama cũng chỉ ra sự khác biệt giữa hai ứng cử viên về tính cách và trình độ. Phát biểu trước đám đông hàng ngàn người, bà Obama liên tục chỉ trích ông Trump, chỉ ra hành vi thất thường và sự suy giảm tinh thần rõ ràng của ông Trump. Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ cũng đề cập về sức khỏe phụ nữ nói rằng ông Trump không hiểu được tính phức tạp của vấn đề này và các chương trình chăm sóc sức khỏe khác có lợi cho người dân. Đến lượt mình, bà Harris phát biểu đầy lạc quan, nhưng chỉ được một vài phút thì bị một người biểu tình ngắt lời khi người này liên tục hét lên, không còn giao tranh ở Gaza nữa. Đám đông ủng hộ bà Harris cũng hét lại để ngăn cản sự gián đoạn. Nữ phó tổng thống sau đó tuyên bố phải chấm dứt cuộc chiến đó, rồi tiếp tục vấn đề đang nói và yêu cầu cử tri vượt qua sự chia rẽ. Theo thăm dò ý kiến của trang FiveThirtyEight, bà Harris vẫn dẫn trước ông Trump tại bang Michigan với tỷ lệ là 47,6% so với 47,1%. Các cuộc thăm dò khác cho thấy bà Harris và ông Trump thực sự đang ở thế cân bằng ở bang Michigan. Mới đây, khi phát biểu cho cuộc vận động tranh cử ở bang chiến trường Pennsylvania, cựu Tổng thống Donald Trump đã nhắc đến bà Harris. Bầu bà bấy bà làm Tổng thống sẽ đồng nghĩa với việc đánh cược hàng triệu mạng sống con trai, con gái của mọi người sẽ bị gọi nhập ngũ, chiến đấu ở những quốc gia xa lạ. Theo ông Trump, bà Harris hoàn toàn không có năng lực làm tổng thống và sẽ không thể đối phó với lãnh đạo các cường quốc khác mà Mỹ coi là đối thủ. Ông nói, bà ấy chắc chắn sẽ khiến chúng ta xa vào thế chiến 3. Cựu tổng thống lặp lại các tuyên bố trước đây, khẳng định những xung đột như xung đột Israel-Hamas ở giải Gaza sẽ không xảy ra nếu ông là tổng thống cam kết ngăn cản Thế chiến 3 ngay cả khi Mỹ chưa từng đến gần với cuộc xung đột đến thế. Trước đó, phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở bang California, ông Trump hứa rằng nếu được bầu làm tổng thống vào tháng 11, ông sẽ hành động khẩn trương và nhanh chóng để cứu nước Mỹ và cứu người dân California khỏi những thất bại tồi tệ của ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris. Ông Trump nói thêm rằng trong thời gian nắm quyền tại Nhà Trắng, ông đã giữ nước Mỹ an toàn không có xung đột. Trong cuộc tranh luận với đối thủ Đảng Dân chủ Kamala Harris hồi tháng 9, ông Trump cũng cảnh báo nếu Đảng Dân chủ thắng cuộc bầu cử tháng 11 tới, nước Mỹ sẽ đối mặt với nguy cơ bị kéo vào Thế chiến 3. Ông cáo buộc chính quyền Mỹ hiện tại thậm chí còn không cố gắng ngăn chặn cuộc xung đột ở Ukraine, mặc dù thực tế là cuộc khủng hoảng này đang rất cần được giải quyết. Ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa tuyên bố rằng ông là người duy nhất có khả năng ngăn chặn một cuộc xung đột toàn cầu. Ông Trump đã nhiều lần cam kết sẽ chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi đắc cử, thậm chí trước khi tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1 năm 2025, mặc dù các chi tiết của kế hoạch vẫn chưa được tiết lộ. Mỹ là quốc gia hậu thuẫn Ukraine mạnh mẽ nhất kể từ khi xung đột tại nước này bùng phát hồi cuối tháng 2 năm 2022. Chính quyền tổng thống Biden đã cung cấp cho Ukraine khoảng 175 tỷ đô la Mỹ viện trợ về quân sự và kinh tế. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang đến giai đoạn nước rút, kết quả khảo sát mới nhất cho thấy ông Trump và bà Harris đang ngang nhau về tỷ lệ ủng hộ, chưa đầy 2 tuần trước ngày bầu cử.